Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cơ Điện Lạnh Công Sơn. Thì trong video hôm nay thì chị mình sẽ làm video để chia sẻ cho các bạn về cách chúng ta đấu nối cũng như cài đặt cái bộ điều khiển tủ bù JKL5CF các bạn nha. Và cái đồng hồ điều khiển này á là xuất xứ của nó là Trung Quốc các bạn. Thì các bạn nhìn thấy phía sau lưng đây thì chúng ta thấy là nó thật có cái sơ đồ đấu nối, và ở đây thì chúng có cái đầu vào nó là CT là chân K và L. Ở đây có nguồn cấp là nguồn điện áp dây các bạn nha. Và ở trên này sẽ có nguồn cấp là côm và các cái đầu ra đến cái tủ bù. Thì ở đây thì hiện tại thì cái đồng hồ này nó sẽ có 12 cấp. Và ở đây là có CT các bạn. CT này thì chúng ta lưu ý rằng khi chúng ta lắp thì chúng ta sẽ lắp theo chiều hướng là CT là từ nguồn đến tải các bạn nha. Ví dụ trên CT nó có ký hiệu là P1, P2 thì chúng ta sẽ cấp là P1 là từ nguồn, P2 là đánh tải. Và ở đây thì các bạn thấy là nó sử dụng 4 cấp. Thì bộ này có 12 cấp thì chúng ta sẽ sử dụng 4 cấp thôi. Ở đây, thấy đây là có 5 cầu thì chúng ta có một cầu côm. Cầu côm là cái nguồn nó sẽ đi, nguồn L nó sẽ đi qua tiếp điểm để bộ này nó sẽ xuất để nó đóng từng cấp theo cái giá trị mà điện dung nó đo được, hệ số gốc phi các bạn nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái tụ của Sino, và mỗi tụ nó có cái dung lượng là 15 kVA, và trên này nó có ghi các cái thông số của tụ. Và tương ứng là khi cái tụ này đóng vào nguồn lưới chúng ta thì rơi vào tầm 17-18A, đó là cái dòng dung gọi là IC. Và cái điện áp hiển thị ở trên đây thì chúng ta sẽ theo dõi được thông qua hai cái đồng hồ đo dầm đo áp ở trên tủ của bạn nha. Rồi ở đây thì các bạn thấy rằng chúng ta sẽ truy xuất được vào trong cái cài đặt parameter của nó thì thông qua cái phím menu này. Thì các bạn giữ phím menu trong vòng 3 đến 5 giây thì nó sẽ xuất hiện cái parameter. Và trong parameter thì nó sẽ có các ký hiệu để chúng ta cài đặt. Ở đây nó có cái ký hiệu là A có nghĩa là auto, và H có nghĩa là hand các bạn nha, có nghĩa là bằng tay. Thì ở chế độ auto này nó sẽ hiển thị cái giá trị code phi hiện tại của hệ thống mà tủ đó mất cái bộ điều khiển này đo được. Đấy, thì chúng ta bấm sẽ chuyển từ A đến H. H là hand có nghĩa là chúng ta sẽ đóng bằng tay để đóng cái tủ bù vào. Đấy. Để mà mở parameter thì các bạn giữ cho mình 3 đến 5 giây. Ở đây thì chúng ta thấy là cái ngõ vào B. B có nghĩa là code phi cài đặt để nó dừng các bạn nha. Và C là thời gian 30 giây thì nó sẽ là đi đóng tủ bù. Và ở đây là ngưỡng D. D có nghĩa là điện áp quá áp, và nó sẽ cho phép chúng ta là ngưỡng đến 450V. Thì các bạn cài đến 440V thì bộ này sẽ ngắt toàn bộ tủ của chúng ta ra ngoài để tránh trường hợp là hệ thống quá áp mà hỏng hệ thiết bị. Đến E là cái thời gian, E là thời gian mà chúng ta sẽ thực hiện là đi cắt cái quá áp này, tức là thời gian cắt quá áp. Khi có cái quá áp vượt 440V thì cái thời gian cắt là 0,1 giây. Ở đây chúng ta có tiếp tục là F, đó là kết. Thì ở đây là khi nó đạt đến điện dung là 1 thì nó là cắt luôn các bạn nha. Và ở đây là tải thì chúng ta có là 4 cấp. Thì nó có 12 cấp thì chúng ta chọn là 4. Mà nếu các bạn muốn là 5 cấp thì các bạn sẽ là chọn là 5. Bằng cái phím tăng giảm. Ở đây chúng ta có 4 cấp. Đấy. Và tiếp tục thì chúng ta có cái điện áp hệ thống U là 403. Đây là điện áp hệ thống các bạn nha. Và ở đây chúng ta có phê là cái dòng điện hiện tại của hệ thống đo được các bạn nha. Và ở đây ở dưới này khi chúng ta nhấn tiếp đến hand thì nó là chuyển từ auto qua hand. Chúng ta sẽ chuyển từ auto qua hand thông qua phím phím set này. Như vậy là các bạn đã hiểu được các thông số cơ bản của đồng hồ JKL5CF. Và cái đồng hồ này thì về đấu nối cài đặt cũng rất là đơn giản các bạn nha. Đấy. Thì để mà thực hiện là đóng cắt thử thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ hand. Chế độ hand để chúng ta đóng theo từng cấp của nó để chúng ta test
các cái cấp của tụ bù xem là nó hoạt động tốt hay không. Ở đây là chế độ auto, thì các bạn muốn chuyển qua hand thì chúng ta nhấn qua hát. Thì khi qua hát thì nó vẫn đo được cái điện dung ở nằm ở trên đó các bạn. Hệ số coffee nằm ở trên đó là 0.56 là hệ số hiện tại á. Ở đây khi chúng ta đấm ta đóng từng hệ từng con tụ vào. Thì chúng ta sẽ kẹp để kiểm tra thêm cái dòng của từng con tụ là bao nhiêu và giữa ba pha có đều nhau không. Các bạn nhấn phím đi lên và chúng ta sẽ đóng được cấp tụ số 1. Đây, tụ số 1 bên này. Đây, những tụ này chưa đóng nó sẽ không có dòng các bạn nha. Bây giờ đây là tụ đã đóng rồi nè các bạn nè. Và nó có giá trị điện dòng điện là 17.6. Và ba pha của tụ điện này khi các bạn kẹp thì là đều nhau. Là 17.6 dao động các bạn nha. Đấy, đây là cái dòng dung. Cho nên là các bạn, một số bạn không hiểu rằng là dòng dung nó có ăn điện không, có tốn điện không, thì trả lời các bạn là dòng dung thì nó không không tốn điện các bạn nha. Nó là dòng bù cho nên là nó trong nằm trong cái tam giác công suất các bạn. Thì có là ILIC và IR đó. Thì các bạn nào học về thiết bị điện rồi, điện thì các bạn sẽ hiểu. Tiếp tục chúng ta đóng cái cấp tụ số 2. Cấp tụ số 2 thì chúng ta sẽ cũng đo dòng và nó cũng có giá trị điện dòng điện là 17.9. Và như vậy chúng ta đo tương tự là ABC các bạn nhé. 17.9 này các bạn. Như vậy đều. Tất cả thông số đều các bạn nhé. 17.5. Đấy. Tiếp tục chúng ta sẽ đóng cấp tụ thứ 4. Thứ 3, cấp tụ thứ 3 thì chúng ta cũng sẽ đo. Cấp tụ thứ 3 nằm bên ngoài này các bạn nha. Đây, nó rơi vào tầm 17.6. Thì các cái tụ này á, nó sẽ đều về dòng điện. Và khi chúng ta đo điện dung thì nó cũng sẽ đều về điện dung. Giữa AB, BC và CA nó sẽ đều điện dung các bạn nha. Đúng rồi, lưu ý là chúng ta đo. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta phải đo được cách điện của tụ so với vỏ và từng pha so với vỏ để chúng ta đánh giá được cái chất lượng của tụ các bạn trước khi chúng ta đóng điện nha. Đây, như vậy là chúng ta đã thực hiện đóng thử 4 cấp của tụ bù thông qua chế độ là bàn tay, chế độ hand. Bạn nào về tụ bù mà cài đặt vẫn chưa hiểu, có thể là alo cho mình để mình có thể hướng dẫn các bạn. Để các bạn có thể là xử lý cũng như tự lắp đặt các bạn nha. Đây, chúng ta có 12 cấp tụ đó các bạn. Chúng ta sẽ đấu vào và chúng ta sẽ chọn số cấp tụ chúng ta cần đóng. Như vậy thì mình đã chia sẻ cho toàn bộ cái kiến thức và cũng kinh nghiệm mình có được ở trong tụ bù đối với một hệ thống điện. Thì hy vọng rằng video này nó sẽ cần và bổ ích cho một số bạn chúng ta đang nghiên cứu về tụ bù, cũng như chúng ta tìm cách để chúng ta đấu nối một cái tụ bù, tủ tụ bù. Thì các bạn có thể dựa theo video hướng dẫn của mình để các bạn có thể tự chúng ta lắp đặt một cái tủ hoàn thiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như chia sẻ kênh Cơ Điện Lạnh Công Sơn nhiều hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.